Xin mời Trung. Chào anh Thơ Quang, chào anh chị em nhé. Hello, anh đẹp Trung. Anh đang hỏi cái vụ mà người dân Hà Nội đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đây anh, mọi người nhìn rõ không? Đây nè, người ta ở chỗ nhà hát lớn này anh, cái hình này là nhà hát lớn này. Đây này, cái hình này nhà hát lớn. Anh nhìn rõ không? Mọi người Có nhìn rõ không ạ? Cái này là em biết bởi vì nhà hát lớn là ngày trước vợ em làm ngay gần đây mà. Đó, xe này. Có cái hình, có cái hình trên này là có đây này. Đó, ở đây cái hình này này. đó à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đó. Trung 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 xem cái bài đó phải là nó giật cái tít là biểu tình luôn không Trung, đúng không? Cái bài này thì người ta không có nói biểu tình mà người ta kêu là Không có diễu nói hành hả? không à. Đây này, À, diễu diễu hành hành quanh trung tâm Hà Nội này, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ này. à, anh nhớ coi. Chung 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 cái đó đi, để anh tìm cái trang nào nó đăng lại, nó giật lại, nó cho rằng là biểu tình đó, là mọi người nghe cái mùi chưa, nghe cái mùi kích động chưa. Cái bài thì cũng hơi dài. Cái này là hôm mùng 9 tháng 1 đó. Là diễu hành quanh khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Nếu mà quanh trung tâm thì chắc là từ đi đi từ chỗ nhà hát lớn mà đi vòng quanh Hồ Gươm rồi chỗ bưu điện Hà Nội xong đi vòng lại thì chỗ cái khu mà em Tràng Tiền đó, một vòng quanh nó rồi Tràng Tiền Plaza chắc khu này thôi. Đúng không? Chúng thấy tức cười không? Trong khi là ở ngoài Hà Nội thì liên quan gì? Rõ ràng chưa? Đó, ảnh hưởng gì? Mà không hiểu sao? Thực tế là mà nói thì cái vấn đề người ta ủng hộ thì em cũng thấy nó có cái khôi hài một chút, là ví dụ như là mọi người cũng có thể đâu nhất thiết phải làm những cái hành động đó, Rồi. bởi vì là thực tế là cái cách mà mình để mình chia sẻ với lại cái mất mát của gia đình với lại lên án cái hành vi của người mẹ thì không thiếu gì cách, đúng không ạ? Chúng ta lên trang cá Đúng nhân chúng ta nói cái, hoặc là để lại những dòng status nó cũng rất bình thường. Với hai nữa là khi mà người ta diễu hành xong người ta có cái khẩu hiệu là chúng tôi tin pháp luật Việt Nam sẽ trả lại công lý cho VA, rồi hành động của Thái và Trang là giết người một cách man rợ. Thực tế đó mà nói thì cái này em cũng không hiểu là cái ý nghĩa trong hai cái câu nói này, cái thâm sâu của người ta là như thế nào. Thế ví dụ như là em chỉ đặt ra giả thuyết thôi, ví dụ như là cái cô này cố, mặc dù đã bị khởi tố, chính thức bị khởi tố về hành vi giết người rồi, nhưng mà nếu như sau này mà căn cứ vào nhiều tình tiết, đâu phải chúng ta muốn tử hình là tử hình được đâu, đúng không ạ? Thực tế là Đúng pháp luật rồi. quốc tế bây giờ và Liên Hợp Quốc người ta cũng đang, nhiều nước người ta đã bỏ hình thức tử hình rồi, thế mà chúng ta không 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 đưa lên hình thức cao nhất á, thì các anh các chị này sẽ phản ứng như thế nào, đúng không ạ? Sẽ phản ứng như thế nào thì cái này chúng ta cũng cũng có khả năng là cũng phải chờ. Nhiều khi các anh ấy có cái kiểu là ném ném đá dò đường đó mà, ném đá dò đường cái kiểu như vậy. Thì ngay từ đầu nghe anh chia sẻ clip của cô Huỳnh Nhi với lại qua cái các cái sự việc anh liên kết lại thì em thấy này, tên là đúng như là mọi người nói ngày hôm qua, cái vấn đề đạo đức nghề nghiệp thì anh em mình nói rồi, đúng không? Thế nhưng mà Rồi. cái danh dự và lòng tự trọng của con người thì nhiều khi là cũng mỗi người nghĩ một kiểu, mỗi người nghĩ một kiểu. Bởi trong xã hội bây giờ thì có nhiều người, người ta có khi người ta bỏ cả danh dự lòng tự trọng của người ta đi, miễn là người ta kiếm sống được thôi, chứ người ta có khi người ta không để ý đến. Nhưng thực ra một người mà đã từng là nghệ sĩ, đúng không, đã là nghệ sĩ, đã mang cái lời ca tiếng hát, mang lại cái những vở hài kịch, có thể là mỗi một góc độ nhìn nhận khác nhau, nhưng mà quan điểm em nói chung chung là những người mang đến những cái niềm vui, những cái giá trị tinh thần tư tưởng cho con người thì khi mà đã cái hình ảnh của mình nó đã bị hoen ố rồi, theo em nghĩ thì
thì nên xa dần cái thế giới showbiz đi, xa dần cái màn ảnh đi, tạm tạm tránh thời gian tạm, đúng không tạm tránh đi. Dạ đúng rồi, bởi vì thực tế bây giờ là cái việc cái tên tuổi của anh thì không nói, nói thẳng là cái tên tuổi con người thì ai cũng như ai cả thôi, chứ không 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 ai hơn ai. Em nói thiệt, quan điểm là cũng giống như nói về vấn đề nhân quyền đi, đúng không ạ? Con người khi sinh ra thì ai có quyền như nhau hết, không có ai ít hơn ai cái quyền nào hết, chẳng qua là có những quyền là đến cái tuổi chúng ta mới được thôi, ví dụ như quyền bầu cử chẳng hạn, đúng không ạ? Thì phải đến đủ 18 tuổi và là phải là công dân của cái nước đó thì anh mới được quyền bầu cử, ví dụ như vậy. Hoặc quyền ứng cử thì anh phải phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn về 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 văn hóa này, đúng không, về các cái trình độ vân vân cả, thì anh mới được phép ứng cử vào cái vị trí nào đó. Thì cái đó là mỗi quốc gia người ta có quy định, nhưng mà cơ bản là pháp luật của Việt Nam hay là pháp luật của quốc tế bây giờ, của các nước bây giờ, thì cũng đều phải tuân thủ vào cái tuyên ngôn độc lập dân quyền của Mỹ và hai cái công ước năm 1966 của Liên Hợp Quốc, đó là công ước về các quyền về dân sự và chính trị và các quyền về văn hóa xã hội gì đó, chung quy là nó có hai cái đó, hai cái năm 66 thì Việt Nam mình tham gia năm 82 thì phải đó, thì mọi người đều như nhau cả thôi. Nhưng mà khi mà một người mà có cái ảnh hưởng nhất định trong xã hội thì khi mà người ta có những cái hành động mà nó không đúng, nó không đúng, thì mình nên là có những cái làm sao cho nó phù hợp. Chứ bây giờ nói thật với anh là dĩ nhiên là có những cái trường hợp mà người ta đứng đằng sau, người ta giật dây, người ta chỉ đạo, người ta định hướng, người ta đạo diễn. Thế nhưng mà cái việc mà chứng minh người ta có phạm tội hay không là cả một vấn đề nhé. Mọi người, anh em mình phải hiểu thế, bởi vì không phải là chúng ta có thể dễ dàng đâu. Bởi vì có những cái trường hợp người ta giấu mình rất là kỹ, người ta chỉ đưa những con tốt thí ra thôi để người ta làm các cái bước ở phía trước thôi. Nhưng mà thực tế để mà chứng minh á, là nó rất là khó, bởi vì giữa lời nói của hai người với nhau này, như anh em mình đây là trên một diễn đàn, sau đó anh đăng lại á, thì còn có bằng chứng, đúng không ạ? Chứ còn hai người nói điện thoại với nhau mà mình không ghi âm được, mình kêu là à anh Thơ Quang mượn em 2 tỷ chẳng hạn, thì khi mình kiện ra pháp luật nó rất khó để chứng minh cái vấn đề đó. Thế nên là các cụ vẫn nói là bút xa gà chết là ở chỗ đó. Thế nên thực tế thì cũng anh em mình theo dõi thì cũng có thể hiểu được đó, cũng có thể biết được đó, nhưng mà cái đó là mình chỉ hiểu và biết về mặt, anh em mình có thể cảm nhận về mặt nhận thức thôi, về cảm tính thôi. Chính chứ xác. Còn để chứng minh người ta có phạm tội hay không nó là cả một vấn đề khác, nó phải đầy đủ bằng chứng, nó phải có các cái yếu tố thì lúc đó chúng ta xác định là nó là 100%. Chứ còn anh em mình ai cũng hiểu đó, thế nhưng mà hiểu thì là biết vậy thôi, chứ hiểu mà để chứng minh là nó cả một vấn đề khác đấy. Thế nên là em thấy rất là hay ở chỗ này này, là ngày hôm sáng ngày hôm nay em cũng rảnh rảnh một chút, lên YouTube thì lướt vòng, cũng xem mấy clip của cô Huỳnh Nhi luôn, mấy xem clip gần đây, rồi là cách đây 2-3 ngày 4 ngày em đều xem. Rồi có nhiều kênh khác thì có những cái kênh mà đưa ra những cái thông tin mà mình em thấy cũng khó chấp nhận. Đó là gì? Đó là có một cái anh đưa clip anh lên anh diễn tả lại chi tiết về cái căn hầm ở dưới đó, phòng nào chứa cái gì, rồi chứa cái gì, rồi ông đấy ông hành xử như thế nào, rồi vân vân và mây mây ở trong đó, chủ yếu liên quan đến vấn đề mà nó không tốt. Thế nhưng mà thực tế ra là em đặt ra một cái dấu hỏi, đó là anh có ở trong đó không mà anh dám nói như vậy, đúng không ạ? Đó, mặc dù là anh đúng là anh lên án hành vi của người ta, thế nhưng mà anh lấy cái đó ở đâu ra? Cái đó chắc chắn cơ quan điều tra người ta không bao giờ người ta cung cấp cho anh, đúng không ạ? Cơ quan điều tra, an ninh điều tra hay là cảnh sát điều tra của Long An thì cái này là an ninh điều tra người ta phụ trách chẳng hạn, thì cũng không bao giờ người ta cung cấp cho các YouTube những người làm YouTube mà những cái thông tin nó chính xác cụ thể tỉ mỉ như vậy. Thế anh lấy thông tin nó từ đâu ra? Đúng ạ, trong khi là hôm nay, đúng ạ, hôm nay thì phải, hôm nay là bắt đầu với thực hiện lệnh khám xét toàn diện, có chứng kiến của ông Lê Tùng Vân, nhưng ông Lê Tùng Vân được tại ngoại nhá, chứ không phải ông bị bắt đâu nha. Ông Lê Tùng Vân được tại ngoại này, có mặt cả bà Cúc này, chung quy là các thành phần đều có mặt khi thực hiện lệnh khám xét. Bởi vì theo quy định là các đối tượng phải đưa các đối tượng về đúng cái hiện trường đó để tiến hành khám xét, rồi có sự chứng kiến của chính quyền địa phương này, rồi của viện kiểm sát cung cấp, rồi
chung quy là đầy đủ các cơ quan chức năng hết theo đúng tố tụng hình sự. Thì mọi người thấy người ta đang làm như vậy thì làm gì cái anh YouTube này, anh lấy đâu thông tin mà anh đăng lên như kiểu là anh nằm trong cái bộ phận đi đi khám xét nhà người ta vậy, đúng không? Đó là cái vấn đề đó, đó cũng là một cái lên án nhưng mà nó không đúng, đúng thành rằng mình không đồng tình với cái việc người ta làm sai, như chúng ta nói cái gì nó phải đúng đấy. Vậy chúng ta nói không đúng thì gì, nó cũng là một cái cách chạy truyền thông nhưng mà mang tiếng xấu, nó không phản ánh đúng thực tế khách quan, nó không mang lại giá trị gì tốt đẹp cả. Chúng ta đồng ý là chúng ta lên án, chúng ta cất lên tiếng nói để cho mọi người dân hiểu được là ở đó cái chỗ đó là người ta thực tế là như vậy, nó không tốt, thì sau này mà có trường hợp nào xảy ra như vậy á, thì bà con cảnh giác nè, hoặc là báo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý tránh xảy ra trường hợp này. Nhưng mà bây giờ anh không có ở trong đó mà anh nói như kiểu anh là người tham gia thực hiện cái lệnh khám xét vậy, không phù hợp. Đó là một cách lên án thì không phù hợp, giống như cái cách mà ủng hộ cho bé 8 tuổi này cũng vậy, không phù hợp. Đấy, thì đằng sau nó là nguyên nhân gì, mục đích gì và ai là người khởi xướng cái đó thì chúng ta, dạ đó, thì chúng ta cũng cần có nhiều cái mà để chúng ta tìm hiểu. Thế nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Thì thực ra bây giờ là trên Facebook này cũng vậy, thì cũng có xuất hiện, thì cũng có nhiều anh ấy, cũng có nhiều anh cũng đã từng là chức này chức kia rồi, cũng có từng anh rồi đã từng công tác lực lượng vũ trang, thì sau khi bị kỷ luật các anh về, các anh lập các cái diễn đàn đi bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, rồi là cái chống cái này diễn biến này, chống diễn biến kia, rồi là chống phản này chống phản nọ. Nhưng mà thực tế là anh em mình có thể đọc được những cái câu nói rồi những cái ý tứ ở trong đó chúng ta hiểu. Bởi vì thực tế là anh em mình ở đây nếu mà nói giỏi mấy giỏi, đấy, giỏi mấy giỏi, thì cũng không thể bằng cả một cái cơ quan, cả một cái bộ máy, cả một cái đơn vị người ta làm trực tiếp cái công tác đó được, đúng không ạ? Đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì người ta có đào tạo về chuyên môn này, rồi đào tạo về nghiệp vụ này, rồi người ta có thể đào tạo về và người ta tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ truyền lại và tiếp cận với các cái vấn đề mới trong xã hội của các nước, thì người ta áp dụng tổng thể vào để người ta tiến hành các cái bước để người ta dự đoán. Ví dụ có như các cơ quan của nước ta hay các nước nó đều có một cái cơ quan gọi là cơ quan dự đoán, giống kiểu chúng ta dự báo thời tiết ấy. Đấy, chứ một cá nhân như anh em mình thì nói thật nó không thể làm được một cái gì cả, mặc dù có thể là mình biết đấy, nhưng mà cũng không đủ năng lực, và đặc biệt nữa là không có danh chính ngôn thuận để chúng ta làm. Nó đúng thế, đúng rồi. Đấy, thế nên là mình có cái cách làm sao cho nó phù hợp thực tế ra mà nói này ấy, thì cái vấn đề này thì cũng em rất thấy rất khôi hài. Ví dụ như các anh có thể chia sẻ như này thì không nhất thiết, bởi vì các anh càng làm như này thì càng gợi cái nỗi đau cho gia đình thôi, chứ nó không giải quyết vấn đề gì cả. Thế tại sao các anh không thể viết một cái thư, đúng không ạ, cái thư động viên tình cảm gửi đến riêng con gia đình thôi, còn cái vấn đề pháp luật xử lý thì theo quy định của pháp luật. Chứ tất cả các anh các chị lên đề nghị nó không giải quyết được cái gì. Bởi vì sao? Các anh các chị không thể, cái tiếng nói các anh các chị không thể vượt qua hiến pháp và pháp luật được. Đấy, bây giờ các anh có nói, mặc dù cái hành vi đó rất là căm ghét, đúng không ạ? Như trước đây chúng ta, cái vụ án mà đã từng chấn động dư luận, đó là vụ án Lê Văn Luyện, chắc mọi người đều nhớ, đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nếu như, đúng không ạ? Nếu như cậu ấy mà đủ tuổi thì dĩ nhiên pháp luật rất nghiêm minh. Đấy, theo đúng các cái công ước quốc tế về nhân quyền, rồi về này về kia, rồi về pháp luật Việt Nam, về hiến pháp Việt Nam, về pháp luật Việt Nam quy định và tất cả những vấn đề khác. Tuy nhiên tại sao pháp luật chúng ta chỉ xử được như vậy, mặc dù là rất gây phẫn nộ trong dư luận? Bởi vì chúng ta cũng phải hiểu là trong các cái công ước quốc tế đó, nó còn có một cái gì nữa ạ? Quyền trẻ em. Mà quyền trẻ em là những người gì? Dưới 18 tuổi. Thế nên trong bộ luật chúng ta quy định rất rõ đối với trường hợp nào, nhưng mà riêng có cái hình thức tử hình đấy là không có ấy đâu nhé. Chung thân với tử hình là không có người dưới 18 tuổi. Đó. Hay là người từ đủ 14 đến 16 tuổi gì đó, em không có nhớ rõ. Nhưng mà chung quy lại là chúng ta phải hiểu như vậy. Nó còn liên quan đến công ước quốc tế về quyền trẻ em nữa. Chứ không phải là chúng ta muốn mà được. Thế nên là mọi người cũng phải hiểu. Đành rằng chúng ta lên án, nhưng mà lên án bằng nhiều cách. Nhưng mà cách nào mà nó phù hợp nhất thì chúng ta làm.
Chứ bây giờ các anh các chị là biết là cháu đã không còn, gia đình thì rất là đau buồn, cơ quan chức năng thì đang làm việc, đúng không ạ? Đúng Việc rồi. đâu còn có đó. Bây giờ các anh các chị cứ lên mạng, các anh chị thể hiện cách này nó chỉ là quan điểm cá nhân, dĩ nhiên không ai cấm. Anh có quyền thể hiện, thế nhưng mà làm sao cho nó phù hợp và nó mang lại cái giá trị cho xã hội, mang lại cái giá cái tính gọi là giáo dục cho xã hội. Chứ các anh làm như thế này là gì ạ? Chả khác gì các anh cổ súy cho các cái vụ sau các anh cũng làm như vậy. Và một vụ rồi thì nó sẽ có nhiều vụ, đúng không ạ? Một vụ Đúng rồi rồi. sẽ có nhiều vụ, và nhiều một vụ, và từ ít người nó sẽ trở thành nhiều người. Nhiều người. Nếu như các anh bình thường thì không sao, nhưng khi có một ai đó hoặc cơ quan chức năng, đúng không ạ, có thể người ta thấy các anh đi như vậy nó không chấp hành luật an toàn giao thông chẳng hạn, như trước đây chúng ta đã từng 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 có những cái bài viết hoặc những cái clip mà cơ quan chức năng người ta đã khuyến cáo và cảnh báo là trong cái trường hợp chúng ta cổ vũ Việt Nam thắng trận ấy, cái đó Đúng thì rồi. ai cũng sung sướng cả. Thế nhưng các anh thể hiện tinh thần nó như thế nào, nhưng mà nó phải chấp hành đúng luật giao thông đấy. Thế thì có thể cán bộ giao thông hoặc là các cơ quan nào đó người ta có trách nhiệm, người ta nhắc nhở, có khi các anh lại làm quá lên. Đấy, các anh làm quá lên. Rồi một số người đứng đằng sau nữa, người ta kích cho các anh lên nữa. Lúc đấy là máu máu đang đang ở trên não rồi. Thế là các anh cứ thế là các anh bộc phát ra thôi. Thế là một cơ hội rất là tốt cho các cái người mà người ta có ý định không tốt thì người ta sẽ lợi dụng vào đó, người ta làm những cái việc mà không đúng quy định pháp luật, vừa nói chúng ta nói là được các cái ý định thực hiện những cái ý định đen tối bất chính của người ta, và tự Đúng dưng rồi. những người dân lương thiện, chúng ta là những người dân lương thiện lên án những hành hành vi sai trái, những cái hành vi là cái ác, thế nhưng mà vô tình là các anh lại trở thành con Trở thành cờ, công cụ, đúng không, công cụ con cho. cờ đắc lực phục vụ cho cái ý định của người ta đấy. Nó đúng là như vậy. Thế thì mình tiếp cận cái nội dung nào thì nó cũng phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cũng như năng lực. Bởi vì thực tế ra mà nói thì người trong đất nước Việt Nam chúng ta, mà kể cả những người Việt Nam ở nước ngoài hoặc là những người ở nước ngoài hoặc là đã từng ở Việt Nam ấy, hoặc là người ta hoàn toàn chưa đến Việt Nam lần nào, nhưng qua thông tin báo đài người ta nắm được như vậy, thì về mặt giá trị đạo đức ai cũng có quyền phê phán cái hành động này hết. Thế nhưng mà lên án cái hành động này làm sao cho nó phù hợp, chứ cái này chả khác nào các anh đi tạo áp lực với chính quyền cả. Nhưng mà mọi người nên nhớ đây không phải là việc sai của chính quyền nhé, không phải Đó sai của rồi. chính quyền. Bởi vì nếu mà chính quyền mà sai á, thì trong hiến pháp và pháp luật á, thì người ta sẽ không quy định. Còn hiến pháp và pháp luật đã quy định đó là gì, đó là từ tổ chức đảng, đúng không? Tổ chức nhà nước người ta nghiên cứu phù hợp với luật lệ quốc tế và phù hợp với phong tục tập quán cũng như là mọi vấn đề của người Việt Nam, thì người ta mới đưa ra như nước Việt Nam chúng ta là đến năm 2013 đã 4 lần rồi là sửa đổi hiến pháp, 3 lần sửa đổi hiến pháp và 4 hiến pháp đó, và luật của chúng ta cũng vậy, từng bước sửa đổi và sẽ thường xuyên sửa đổi, riêng luật sẽ thường xuyên sửa đổi để cho nó phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của người Việt Nam đấy. Bởi vì tội phạm thì luôn luôn phát triển, thế nên là pháp luật cũng phải đi theo, chứ chúng ta không thể thụt lùi. Đấy, Đúng rồi. chứ không thể nào mà người ta, nếu như người ta mà trách nhiệm á, thì người ta đã không nghiên cứu, đúng không? Đã không soạn thảo, đã không ban hành những cái mà nó quy định đối với người dân cái gì, cái quyền của người công dân, đấy, cái quyền con người được làm, được hưởng, nhưng cái gì nó thuộc về phạm trù là nghĩa vụ, là trách nhiệm, đúng không ạ? Để mọi người tránh, mọi người không 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 vi phạm, thì cái đó là trách nhiệm của nhà nước. Chứ có nhà nước nào khuyến khích cho cái mẹ kế này đánh cho bé đâu? Tại sao mọi người lại có những cái phản ứng mà nó không phù hợp như thế? Thực tế ra mà nói thì không riêng gì ở Lộ Việt Nam mình đâu. Trong khi đó là từ người già này, đúng không? Các cháu bé này, đến anh em mình là tầm trung trung này, mọi người ai cũng biết, đấy, ai cũng biết. Thế nên là người ta phản ứng là bình thường. Thế nhưng mà em không đồng tình với cái cách này, bởi vì cái cách này rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mặc dù là chúng ta lên án đấy, nhưng mà chúng ta lên án nó không đúng cách, nó không đúng cách, nó có nhiều cách để thể hiện đó. Chứ còn em lại xoay lại một chút về cái vấn đề mà Tịnh Thất Bồng Lai, thì hôm nay cũng buổi sáng xem thì em vô tình, trước đây em không quan tâm lắm đâu,
Thực tế là từ cái việc mà đi thi đi theo nó cũng lên các cái kênh đấy, nhưng em chỉ lướt qua thôi chứ em không có để ý đâu. Thế thì sau em để ý em mới thấy là từ cái việc dùng điện thoại đúng không ạ, rồi mua xe ô tô, bây giờ đang xây nhà rồi tùm lum hết, thì cái tiền đó ở đâu ra, trong khi thực tế mà nói thì rồi đi du lịch, em thấy đi du lịch ở nhiều nơi đó là tắm bùn rồi tắm trắng tắm biển nó tắm các kiểu đó, Chạy thế thì cái cano, đi tiền cano. tiền đó ở đâu ra đúng không ạ? Đó, tiền đó ở đâu ra thì mọi người cũng hiểu. Dĩ nhiên ở đây thì em thấy đăng cái status là món quà lớn từ các fan ở Mỹ gửi về. Fan nào ở bên Mỹ mà ghê vậy, tặng toàn iPhone 13 không, đúng không ạ? Thì thực tế ra mà nói thì chúng ta đều có thể hiểu. Thế nhưng mà hiểu là hiểu một chuyện, còn chúng ta không không khẳng định được. Phải chờ cơ quan chức năng người ta điều tra làm rõ rồi lúc đó chúng ta mới tiếp tục làm việc. Đấy, là tiếp tục có những cái quan điểm mà chúng ta đưa ra rồi chúng ta căn cứ vào đó chúng ta từ cái kết luận cơ quan chức năng là chúng ta nói thì nó mới chuẩn được. Chứ hiện nay chúng ta cũng thuộc dạng là ném đá dò đường. Đấy, mình thì nói người ta ném đá dò đường mà mình lại ném đá xong mình đi luôn là mình chết trước. Đúng không ạ? Mình chết trước. Cho nên là cái này là mình không không khẳng định được. Đấy. Dạ đúng rồi anh Hoàng Nguyên, em xin phép anh tôi qua một tí bởi vì là em có theo dõi, em biết ông này là ông được tại ngoại là cấm bằng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Còn những trường hợp khác thì đã bắt tạm giam. Và theo tố tụng của Việt Nam thì khi khởi tố bị can thì bắt buộc phải có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Viện Kiểm sát cung cấp. Và tạm giữ thì có 3 lần, tối đa là 3 lần. Lần thứ nhất thì không cần phê chuẩn, nhưng từ lần thứ hai và lần thứ ba trở đi bắt buộc phải có phê chuẩn của Viện Kiểm sát cung cấp. Và lệnh tạm giam cũng vậy, phải có quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam. Đấy, và đến lần gia hạn tạm giam thì là chỉ cơ quan điều tra chỉ có trách nhiệm đề nghị thôi, còn thẩm quyền gia hạn tạm giam là của Viện Kiểm sát cung cấp. Chứ bây giờ tố tụng người ta cũng quy định rất rõ ràng. Nhưng ngày xưa thì nó khác, nó đúng thế, ở nước nào cũng vậy, cái thời kỳ sơ khai thì khác, chứ bây giờ càng ngày luật của chúng ta càng chặt chẽ, cũng không ai dám làm sai cả, chẳng qua là có một số thành phần người ta có cái kiểu người ta không biết người ta bênh thật hay bênh giả, bênh 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 theo kiểu là câu view câu like hay là bênh có sự chỉ đạo hay là bênh như thế nào thì mình cũng dám khẳng định, nhưng mà vẫn còn những trường hợp đó đó. Và em thấy đặc biệt là em để ý lại em mới thấy là từ cái vụ mà liên quan đến nghệ sĩ mà ăn chặn tiền từ thiện này, rồi cái vụ mà chung là chung em chung thấy chung dạ. anh xin hỏi chung cái này nè, là chúng ta quay lại cái việc mà những người tự mang cái câu chuyện của chú bé 8 tuổi tự cho mình cái quyền để đi đòi hỏi thế này đòi hỏi cái kia đó, và hô hào đám đông để cổ suý ủng hộ theo. Tức là ở đây á, cái vấn đề anh thấy thắc mắc thế này nè chung, Dạ anh là cứ hình như nói. không thấy báo chí nào mà họ phân tích về việc này, nhằm cái là mục đích là gì, là khuyên can mọi người phải giữ bình tĩnh, làm như thế là giống như Trung nói đó, nó chúng ta gọi là ủng hộ nó không có phù hợp, đúng không? Tức là mình thắc mắc là tại sao những cơ quan truyền thông, những tờ báo uy tín không nói về điều này, rõ ràng chưa ạ? Bởi vì Rồi em hôm nay em cũng đọc mấy báo nhưng mà chủ yếu là người ta toàn đề cập đến cái vấn đề ở Kazakhstan thôi, chứ vấn đề mà với lại hoặc là các vấn đề Covid thôi, chứ riêng cái này thì em lại không thấy đề cập. Đúng là anh nói em mới lên em tìm á. đó đúng không, trong khi rõ ràng câu chuyện này đâu có liên quan gì khu vực ngoài thành phố Hà Nội đâu, mà cũng là mà bày nhóm với nhau là tập trung lại rồi tuần hành rồi diễu hành rồi diễu hành với lại thì lại là khiến cho những cái gọi là cái tờ báo lắc cải á, tờ báo trái chiều á, tờ báo gọi là linh tinh á, nó dựa vào câu chuyện đó nó giật tiếp nó câu view nó cho rằng là ngoài người đó, khu vực Hà Nội, người dân thành phố Hà Nội đã biểu tình tuần hành biểu tình vì cái vụ cô bé đó. Mình thấy tức cười, mọi người thấy tức cười, thấy cái gì đó là lạ không, đúng không? Thay vì những cái tờ báo chính thống họ phải lên tiếng ngay nếu cái câu chuyện đó nó xuất hiện tại phố Hà Nội, tức là sao ở đây mình nói là gì, tức là mình là
cảm nhận được là nếu xuất hiện ở thành phố Hà Nội là gì, là có dấu hiệu đã quá đà rồi, có cái gì đó nó đi hơi xa xa rồi, nó hơi lố rồi đó, đúng không? Lát nữa thì chắc có thể không biết ai việc này có rảnh không, mình mời muốn mời về làm gì để xác nhận giùm, tức là ở những nước lớn á, những nước gọi là những nước mà họ cho rằng là những nước văn minh hiện đại á, có cái câu chuyện đó không, đúng không? Thí dụ một quốc gia nó xảy ra vấn đề gì liên quan tới những trẻ thì có những con người dựa trên cái chiều đó mà từng hành rồi thế này thế nọ không, đúng. Anh thắc mắc nha, anh thắc mắc là tức là tại sao truyền thông họ không lên tiếng, trong khi vai trò truyền thông đúng ra là họ phải định hướng rất là tốt, đúng không? Chung công nhận không? Dạ đúng rồi anh. Để làm gì? Để giảm bớt cho những người gọi là người ta không hiểu vấn đề, người ta vô hình chung là giống như anh em mình nói đó, vô hình chung người ta trở thành cái con cờ cho những ai đó lợi dụng để phục vụ vào cái ý đồ nào của họ, thì mục đích ý đồ mình chẳng biết, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là ý đồ đó rõ ràng là không tốt rồi. Bởi vì sau đó mọi người nhớ không, cái câu chuyện đó sau đó xuất hiện những cái gì, những lời kêu gọi gây quỹ ủng hộ cho gia đình bé đó, nó thấy tức cười không? Cái đó là mình chỉ nói về thiên về cái điều đó nha, còn vấn đề khác nữa thì vấn đề đó là chúng ta chưa không có cái cơ sở thì chúng ta không dám nhận định, thì chúng ta có thể là nhìn theo hướng đó thôi, nhìn theo hướng đó trên cái tinh thần gọi là quan sát thôi, đúng không? Rất là tức cười. Xin mời Trung. Thì em có theo dõi mấy cái báo hôm nay thì không thấy đề cập đến. Thực ra mà nói thì chủ yếu là đưa về các cái thông tin như Covid hoặc là cái vụ mà cảnh sát hình sự bắt cái đối tượng cướp ngân hàng các thứ thôi, chứ còn cái vấn đề này thì em không thấy. Thế nên là khi anh nói em lên Facebook em tìm mới thấy. Thế nhưng mà thực ra nói như anh nói cái vấn đề này á, thì ví dụ như anh em mình nói đây á, thì là trong diễn đàn anh em mình biết với nhau vậy thôi, và thậm chí chia sẻ ra thì cũng có những người nghe người không, bởi vì chúng ta cái chương trình chúng ta nói cho mọi người nghe nhưng cũng có chưa chắc là mọi người đã nghe, số lượng rất là ít. Thế nhưng mà nó nếu mà so với một tờ báo chính thống đi, ví dụ TP hoặc là gì đó, đúng không, thì người ta đăng một cái bài lên và người ta có thể là có những cái lời chia sẻ sâu sắc và có những cái mình cứ gọi là cảnh báo đi, mình cứ nói là cảnh báo đi. Thế nhưng mà thực ra nếu mà phân tích sâu sắc để cho người dân người ta đọc, người ta hiểu được cái nội dung là mình không nên làm như thế, thì nó sẽ có giá trị hơn gấp nghìn lần, tỷ lần anh em mình nói. Bởi vì một cái tờ báo nổi tiếng trong nước khi người ta đưa lên là gần như toàn dân người ta ai cũng tò mò hết, người ta sẽ vào người ta đọc, người ta tìm hiểu nội dung như thế nào, thì lúc đó người ta rút ra được cái việc đó là mình thể hiện làm sao cho nó phù hợp. Đấy, còn ở phía sau thì dĩ nhiên anh em mình cũng không dám nói. Thế nhưng mà cái vấn đề này thì em không thấy đề cập đến, đúng thật là không thấy đề cập đến. Thì cái này ấy, là ngoài cái vấn đề mà cảnh báo cho người dân tránh để làm con cờ cho người khác lợi dụng không nói, nhưng mà nó mình mà không cảnh tỉnh thì nó trở thành một cái tiền lệ, một cái bài học, một cái tiền lệ cho các cái vụ sau để tiếp tục như vậy. Đó, tiếp tục như vậy thì cái cách lên án thì em đồng tình, có nghĩa là mọi người thấy cái sai thì mọi người lên án là em đồng tình. Thế nhưng mình lên án kiểu gì, đúng không ạ? Mình lên oán án kiểu gì cho nó phù hợp. Chứ bây giờ là những cái kênh bây giờ người ta vẫn khai thác về cái chủ đề này, rồi làm như vậy ấy. Một là các anh càng xoáy sâu vào cái nỗi đau của gia đình như em đã nói. Cái thứ hai nữa là chả khác nào các anh đi cổ suý cho những cái hành động mà nó không đẹp như vậy. Mình có nói là không đẹp thôi chứ mình không dám khẳng định người ta vi phạm pháp luật. Thế nhưng mà cái đó là không nên. Đấy, và cái tác dụng của truyền thông là nằm ở chỗ này. Đấy, là nằm ở chỗ này. Khi một tờ báo nổi tiếng hoặc là có uy tín ở trong nước người ta đưa lên sẽ có giá trị gấp tỷ lần những lời anh em mình chia sẻ trên này. Thế nhưng mà lại không ai đề cập đến. Đó là mình cũng thấy một cái, em thấy một cái thiếu sót. Nó đúng một cái thiếu sót mà mình có thể là mình nghiên cứu lại. Nó đúng thế, nghiên cứu lại. Chứ còn cụ thể thì em không dám đưa ra lời khuyên, bởi vì người ta về chuyên môn, người ta có cái thâm sâu người ta, mình không hiểu được. Thế nhưng mà cần phải có những cái phân tích ngay, cần phân tích ngay và đưa đến công chúng để cho mọi người có thể nhìn nhận một cách thấu đáo. Chứ hôm nay ví dụ người ta nhìn thấy ở Hà Nội như vậy, ngày mai ở Đà Nẵng, đúng không? Ngày mốt ở Hải Phòng người ta tiếp tục làm như vậy thì sao? Chúng ta cũng đặt về một cái dấu hỏi như vậy. Đó là chúng ta nói là bộc phát không nói nha, còn có tổ chức nó lại khác nữa.
nó có tổ chức, nó có mục đích, nó lại khác nữa. Nó gây đến những cái gì, cái hệ quả như thế nào thì chúng ta cũng phải nghiên cứu. Đó, chứ không phải đơn giản là chúng ta chỉ nghĩ là cái chuyện là anh phản ứng theo cái hành động đó là người ta nghĩ là đúng thì người ta cứ theo thôi. Đó, người ta cứ theo rồi đến lúc người ta rất là đấy rồi.